Báo Mỹ, Nga đạt vị thế tốt sau 4 tháng xung đột, Ukraine đối mặt với kịch bản xấu. CNN nhận định rằng các lực lượng Nga đang có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cách đây 4 tháng. Nga đạt bước tiến ở phía đông Ukraine. Nga đã loại bỏ hầu hết các hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực Lugansk, củng cố quyền kiểm soát một vành đai lãnh thổ ở phía nam Ukraine, cải thiện khả năng hậu cần và vị trí chỉ huy, cũng như đối phó hiệu quả các máy bay không người lái của Ukraine. Sau nhiều tuần giao tranh, Nga đã phá vỡ tuyến phòng thủ tại thành phố Severodonetsk ở tỉnh Lugansk, khiến các lực lượng Ukraine quyết định rút khỏi khu vực này. Thành phố hiện đã hoàn toàn do lực lượng Nga kiểm soát. Quân đội Nga đang cố gắng thiết lập trật tự và theo tôi được biết, họ đã bổ nhiệm một số sĩ quan quân quản. Thị trưởng Severodonetsk Oleksandr Shchuk thông báo hôm 25 tháng 6. Sau khi giành quyền kiểm soát Severodonetsk, Nga đã huy động lực lượng để tiến đánh Lysychansk, thành trì cuối cùng của Ukraine tại khu vực Lugansk. Leonid Pasenchik, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng hôm 24 tháng 6 dự đoán rằng Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn Lysychansk trong vòng 2-3 ngày. Cho đến nay, lực lượng Nga vẫn chưa đạt được mục tiêu, nhưng thành phố này đang trong tình trạng nguy hiểm. Các lực lượng Nga cũng đã tăng cường các cuộc tấn công ở khu vực Donetsk, tiến gần hơn đến các thị trấn công nghiệp trong khu vực từ Sloviansk qua Kramatorsk và Kostiantynivka. Vấn đề khó khăn hiện tại đối với quân đội Ukraine là liệu họ có thể tiếp tục bảo vệ Lysychansk hay không trước nguy cơ thành phố bị bao vây và liệu giới chức Ukraine có ra lệnh rút quân về các tuyến phòng thủ mới hay không. Dường như Nga hiện không đạt được nhiều tiến bộ ở Izium tới Sloviansk, bất chấp những nỗ lực liên tục nhằm phá vỡ các tuyến phòng thủ của Ukraine. Mặc dù vậy, các quan chức Ukraine cảnh báo rằng các lực lượng Nga đang dồn sức ở phía bắc Sloviansk. Quân đội Nga có thể nhanh chóng huy động một số nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn bên kia biên giới để hỗ trợ cho cuộc tấn công Sloviansk. Tuy nhiên, nhà quan sát quân sự Nga Yuri Kotinok cho rằng các lực lượng Nga không có đủ nhân lực để bảo vệ hoàn toàn hai thành phố kiên cố như Sloviansk và Kramatorsk. Về lâu dài, hy vọng lớn nhất của Ukraine là triển khai thêm vũ khí do phương Tây cung cấp, có khả năng tiêu diệt pháo binh, hệ thống tên lửa và sở chỉ huy của Nga ở xa chiến tuyến, gây tổn thất cho lực lượng Moscow. Nhưng các vũ khí như hệ thống tên lửa HIMARS có tầm bắn 70 km do phương Tây cung cấp cho Ukraine cần phải được huấn luyện sử dụng trong vài tuần. Với thế trận hiện tại ở Donbass, vài tuần là một khoảng thời gian dài và áp lực đối với các lực lượng Ukraine. Sức ép này ngày càng tăng khi nhiều đơn vị được triển khai tới khu vực Donbass là những đơn vị nhiều kinh nghiệm nhất của Ukraine. Lực lượng này đã bị suy yếu bởi cường độ tấn công ác liệt của Nga. Quân đội Ukraine chịu nhiều tổn thất khi Nga tiến công mạnh mẽ hơn. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy một số lượng pháo M777 do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Nga đã rút ra bài học kinh nghiệm từ những sai lầm trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga đã triển khai hệ thống phòng không chủ yếu là S-300 để tấn công phạm vi rộng lớn hơn thay vì tấn công từng khu vực. Điều này khiến cho các đợt tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine giảm hiệu quả. Kịch bản xấu đối với Ukraine. Hệ thống chỉ huy của Nga cũng đã được tổ chức lại với các chỉ huy mới cho các lực lượng Nga ở miền Nam và miền Trung Ukraine dưới sự lãnh đạo chung của Thứ trưởng Quốc phòng Gennady Tyshko. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, Bộ Tư lệnh cấp cao Nga đang cải tổ và tái cơ cấu Bộ Chỉ huy quân sự để tổ chức tốt hơn các hoạt động chiến đấu ở Ukraine. Trong trường hợp Nga thành công trong việc tấn công các tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donetsk, điều này có thể thúc đẩy Moscow mở rộng cuộc chiến hơn nữa với mục tiêu ngoài chiến dịch quân sự đặc biệt. CNN cho rằng Nga có thể đưa quân vượt ra khỏi ranh giới khu vực Donbass, tiến tới sông Dnipro, nghĩa là chia cắt Ukraine thành hai phần. Đây được coi là tình huống xấu nhất đối với Ukraine và hiện tại đây vẫn chỉ là một khả năng chứ chưa phải là nguy cơ cận kề. Lực lượng Ukraine vẫn đang bảo vệ khoảng 12.000 km2 khu vực Donetsk. Khi Ukraine tăng cường phản công trong những tuần gần đây, có nhiều bằng chứng cho thấy thiết giáp của Nga đã chịu tổn thất nặng nề. Giới chức phương Tây cho rằng một số tiểu đoàn tác chiến của Nga đã được tổ chức lại. Ukraine có thể giành lợi thế trên chiến trường vào thời điểm này nếu được phương Tây cấp tốc cung cấp vũ khí, có khả năng làm suy giảm lợi thế của Nga về hệ thống pháo và tên lửa hạng nặng. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận thấy sự suy giảm sức mạnh chiến đấu của Ukraine khi Nga giành được lợi thế trên chiến trường. Giai đoạn đầu của cuộc chiến ở Ukraine thể hiện sự đoàn kết toàn cầu và sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Ukraine. Điều này là cần thiết, việc này phải được duy trì trong thời gian dài, ông Johnson nói tại hội nghị thượng đỉnh G7 tại Đức. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Chúng ta phải sát cánh cùng nhau. Tổng thống Putin cho rằng bằng cách nào đó, NATO và G7 sẽ tách rời nhau, nhưng chúng ta không làm như vậy, ông Biden nói. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng Điện Kremlin có ý định tiến hành một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine và đang tìm cách thúc đẩy các nỗ lực để hỗ trợ các mục tiêu quân sự và chính trị lâu dài tại các khu vực bị kiểm soát của Ukraine.
Lý do Ukraine thất thế ở chiến trường miền Đông. Quân đội Ukraine đang cạn kiệt đạn dược trong khi phương Tây khó xoay sở đi cung cấp đúng loại đạn mà Kiev cần cho các hệ thống vũ khí do Liên Xô chế tạo. Cuộc chiến ở Donbass miền đông Ukraine gần như trở thành một cuộc đấu tiềm lực pháo binh giữa quân đội Ukraine và Nga. Ukraine vốn phụ thuộc phần lớn vào đạn pháo do Liên Xô chế tạo, nhưng vấn đề là hiện giờ kho đạn dược này của Ukraine đã cạn kiệt. Bây giờ là một cuộc chiến pháo binh, chúng tôi đang lép vế về pháo binh. Mọi thứ giờ đây phụ thuộc vào việc phương Tây cung cấp cho chúng tôi những gì. Số khẩu pháo của Nga gấp 15 lần của Ukraine, trong khi đó phương Tây mới cấp 10% những gì chúng tôi đề nghị. Vadim Sivitsky, một quan chức tình báo quân đội cấp cao của Ukraine tháng trước cho biết, Ukraine kêu gọi phương Tây cung cấp hệ thống pháo hiện đại, sử dụng đạn dược theo tiêu chuẩn NATO, nhưng tốc độ viện trợ khá chậm trễ và đòi hỏi thời gian huấn luyện sử dụng. Vấn đề cốt lõi là các khẩu pháo của Mỹ. NATO sử dụng loại đạn pháo khác với hệ thống của Liên Xô sản xuất, khiến chúng không thể sử dụng thay thế. Đạn pháo của NATO cỡ nòng loại 100mm và 100mm, trong khi đó thì các khẩu pháo Ukraine chế tạo từ thời Liên Xô sử dụng đạn pháo cỡ nòng 122mm và 152mm. Chúng tôi có đạn dược thế hệ mới nhưng lại không có đủ khẩu pháo thích hợp để khai hỏa. Mariana Bezugla, Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo An ninh và Quốc phòng Ukraine, nói với Washington Post gần đây. Một số nước Liên Xô cũ cũng sở hữu đạn cỡ nòng 152mm. Những nước này hoàn toàn có thể bán lại cho Kiev nhưng lại lo ngại ảnh hưởng đến mối quan hệ với Moscow. Nga được tin là cũng ra sức ngăn cản các nước cung cấp loại đạn pháo đó cho Ukraine. Bất chấp nỗ lực của Mỹ và các nhà buôn vũ khí nhằm tìm kiếm đạn 152mm, giới quan sát cho rằng đây là một trong những yếu tố quyết định cục diện chiến trường Donbass những tuần gần đây. Ước tính mỗi ngày quân đội Nga bắn khoảng 60.000 quả đạn, trong khi Ukraine sử dụng chỉ khoảng 5.000 đến 6.000 quả. Ukraine vẫn chưa thể tiếp cận được nhiều nguồn cung đạn dược Liên Xô này, do vậy Kiev phải ngày càng sử dụng tiết kiệm đạn dược trong lúc chờ thêm viện trợ. Đạn dược cạn kiệt khiến lực lượng Ukraine nhanh chóng bị áp đảo ở chiến trường Donbass. Quân đội Ukraine quyết định rút khỏi Severodonetsk, một trong hai thành phố chiến lược được coi là chốt chặn cuối cùng, ngăn cản Nga kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk. Binh sĩ của nước này ở thành phố Lysychansk đối diện cũng đang bị phía Nga bao vây. Theo một số nhà phân tích, với tính chất khốc liệt của cuộc chiến Donbass, không chỉ Ukraine, Nga cũng đang phải đối mặt với vấn đề về nguồn cung đạn dược, mặc dù dự trữ của họ lớn hơn nhiều. Điều này khiến tốc độ tiến công của Nga chậm lại. Nga cảnh báo cái giá phải trả của Litva vì cấm vận Kaliningrad. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Moscow có thể phản ứng với lệnh cấm vận của Litva lên Kaliningrad bằng những biện pháp kinh tế có khả năng ngăn chặn quốc gia vùng Baltic này hành động như vậy. Lệnh hạn chế vận chuyển trên là một phần trong cuộc chiến ủy nhiệm mà phương Tây tiến hành nhằm chống lại Nga. Theo lẽ tự nhiên, Nga sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả và chúng sẽ rất mạnh mẽ, ông Medvedev cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 27 tháng 6. Ông cũng cho biết các biện pháp đáp trả chủ yếu liên quan đến kinh tế và có thể ngăn cản các nước láng giềng vùng Baltic dừng cách cư xử thù địch. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhận định EU thậm chí còn chưa tuyên bố về những biện pháp quyết liệt như lệnh cấm vận chuyển do nhận thức được các vấn đề có thể xảy ra. Nhưng Litva rõ ràng đã cúi đầu trước Mỹ khi một lần nữa thể hiện thái độ bài Nga. Ông Medvedev cũng nhận định Nga có thể thực hiện các biện pháp đáp trả bất đối xứng, điều sẽ đẩy cuộc xung đột leo thang nghiêm trọng. Hành động leo thang như vậy là một lựa chọn tồi tệ và nó sẽ tác động đến chính người dân Litva, những người có mức tiêu chuẩn sống thấp hơn so với những tiêu chuẩn của châu Âu. Trong khi các chính trị gia Litva đang lấy lòng Mỹ thì người dân của họ đang cố gắng tồn tại trong tình hình này. Mọi thứ sẽ trở nên ngày càng tồi tệ, ông Medvedev bình luận.